Thế Anh và Thanh Vy xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng tại Kiên Giang, một người tử vong. Nghề làm khô ếch độc đáo ở Kiên Giang, bán gần nửa triệu đồng mỗi ký. Nông dân Cần Thơ trồng mãng cầu xiêm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Những nguy hại từ thói quen ăn quá nhanh. Bắt hai vợ chồng vận chuyển 30 kg ma túy. Chiêm ngưỡng hàng loạt cổ vật quý giá trong bảo tàng mới ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Những cơn dông lốc ở nước ta có thể xảy ra quanh năm, đặc biệt là trong thời tiết nóng ẩm, nên về mùa hè, dông lốc xảy ra thường xuyên hơn. Tại Kiên Giang, một cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại nhiều nhà dân cùng ghe biển, làm một người dân thiệt mạng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, mới đây xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải có mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy. Mưa lớn và lốc xoáy đã làm tốc mái 5 căn nhà, chìm 4 ghe biển, nhiều cây xanh đổ ngã chắn ngang đường. Cơn mưa lớn kèm lốc xoáy này đã khiến bà KTT, sinh năm 1982, trú huyện Kiên Hải tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chìm ghe. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ước thiệt hại ban đầu trên 200 triệu đồng. Tại Gia Lai, lực lượng dân quân huyện Iagrai cũng đã được quy động để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do trận dông lốc vừa xảy ra trên địa bàn, khiến 22 nhà dân bị tốc mái và thiệt hại một số diện tích cây trồng. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Iagrai, lốc xoáy tại xã Iagrai đã làm tốc mái hai ngôi nhà và ảnh hưởng đến nhiều diện tích cây ăn trái của người dân. Còn tại xã Iagrai, gió lốc đã làm 20 ngôi nhà của người dân bị tốc mái và thiệt hại một số hạng mục công trình phụ trợ khác như trụ điện đường, mái hiên. Cây trồng của người dân, chủ yếu là cây điều, bị thiệt hại với diện tích khoảng 3 hectare. Ngay khi nắm thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Iagrai đã có mặt tại các xã và huy động lực lượng dân quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Không chỉ có dông lốc, bước vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở cũng gia tăng. Ghi nhận tại Tiền Giang, trong khi điểm sạt lở lớn xảy ra ven sông Mỹ Thiện thuộc xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè chưa được khắc phục triệt để, thì tại đây lại tiếp tục xảy ra một đoạn sụt lún đất trên mặt đường. Theo đó, một đoạn đường giao thông láng nhựa dài khoảng 70 mét tại ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông đã bị sụt lún mặt đường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức Đông cho biết, ngay sau khi phát hiện đường bị sụt lún, địa phương đã tổ chức cắm bảng cảnh báo, khắc phục tạm thời để người dân qua lại, đồng thời đã báo cáo về Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè để có hướng xử lý. Nguyên nhân gây ra sụt lún vẫn chưa được xác định. Trước đó, tại khu vực này cũng xảy ra sạt lở xuất hiện hố tử thần. Địa phương đã khắc phục tạm thời, nhưng hiện nay đang xảy ra các vết nứt có nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Bình Định là một trong những địa phương có truyền thống khai thác hải sản lâu đời do đội ngũ tàu đánh bắt, gồm khoảng 5.000 tàu cá. Bình Định cũng là một trong những địa phương có cá ngừ, cá kiếm xuất khẩu rất nhiều. Sáng nay sau gần cả tháng đánh bắt trên biển, thì tàu cá của người dân ở Bình Định tấp nập về cảng để xuất bán hải sản, trong đó có cá ngừ đại dương. Người dân phấn khởi vì đánh bắt được sản lượng lớn, đem lại thu nhập ổn định. Sau chuyến biển hơn 20 ngày đánh bắt ở vùng biển Trường Sa, tàu PD97665TS ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định mang về 33 con cá ngừ đại dương. Cá được người dân bảo quản dưới đá lạnh rất kỹ nên giữ được chất lượng tốt. Theo ngư dân, mỗi con cá ngừ đại dương có trọng lượng 40 đến 50 kg. Chuyến biển này sản lượng trung bình đạt khoảng hơn 1,2 tấn. Giá cá ngừ đại dương hiện tại dao động từ 80 đến 90 ngàn đồng 1 kg. Tuy giá không cao nhưng sản lượng lớn nên cũng đem lại thu nhập ổn định cho bà con ngư dân. Ai cũng phấn khởi và tất bật chuẩn bị cho một chuyến biển tiếp theo. Sinh ra trong một gia đình nông dân ở Dàm Cái Nước, xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, anh Phan Văn Phê luôn trăn trở về một hướng đi mới để nông sản quê nhà gia tăng giá trị, giúp người dân thoát nghèo, làm giàu. Và sau thời gian tìm tòi, thử nghiệm, anh đã thành công với sản phẩm khô ớt mang hương vị độc đáo. Theo anh Phan Văn Phê, để có 1 ký khô ớt thành phẩm, cần có 5 ký ớt tươi làm sạch, ướp với đường, tiêu, nước mắm. Bí quyết để khô ớt có mùi thơm đặc trưng, cần phải rửa sạch sẽ ướp với rượu, gừng và ớt tươi giã nhuyễn.
Với cách làm này, thịt ếch sau khi phơi không chỉ có màu đỏ bắt mắt mà còn bảo quản được lâu. Giá bán khô ếch thành phẩm dao động từ 400 đến 500 ngàn đồng một ký. Hiện sản phẩm khô ếch của anh Phê đã được thực hiện đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP. Đồng thời, anh Phê cũng kêu gọi liên kết sản xuất, tiêu thụ từ các doanh nghiệp để ổn định đầu ra. Bên cạnh đó, anh cũng vận động các hộ nuôi ếch tham gia hợp tác xã nông dân nuôi và sản xuất khô ếch. Còn với cây trồng, dừa sáp được biết đến là một trong những giống dừa có giá trị kinh tế cao. Đây cũng là đặc sản của tỉnh Trà Vinh với diện tích trồng lớn nhất cả nước. Hiện nay, với phương pháp nhân giống hiện đại, giống dừa sáp cấy mô tế bào cũng được đưa vào trồng tại một số tỉnh thành khác. Trong đó, một nông dân ở huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đã đem giống dừa này về trồng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. 6 năm trước, bà Quách Mỹ Phương ở xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng là người tiên phong mang 150 cây dừa sáp về trồng trên diện tích hơn 9.000 m2. Mỗi cây dừa giống có giá khoảng 800.000 đồng. Chi phí đầu tư ban đầu khá cao, nhưng với niềm đam mê tìm tòi, bà Phương đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm, quy trình chăm sóc để trồng cây dừa sáp thành công. Coi trên cái điện thoại đó, rồi mình thấy cũng như là dừa cái mô đó, nó có cái hiệu quả, rồi kinh tế nó cao, thành thử ra mình thích, rồi mình đi đến chỗ để mình kiếm cái cây dừa giống để mình đặt, để mình về mình trồng. Hiện nay như thị trường đó, tôi cũng không có đủ để tiêu thụ. Theo bà Phương, cây dừa sáp khá phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương. Sau khoảng 4 năm trồng, cây cho những đợt trái đầu tiên. Trái dừa sáp được coi là đạt chuẩn khi cơm dừa đặc quánh có mùi thơm đặc trưng. Vườn dừa sáp được chăm sóc, phòng trừ bệnh đúng cách nên khi thu hoạch đạt kết quả khả quan, tỷ lệ trái sáp đạt từ 80 đến 90%. Nói chung cái mô hình dừa sáp này thì đây cũng là một cái mô hình mới của địa phương, nhưng mà đây cũng có thể nói là đây là một trong những cái mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Thì đối với địa phương thì địa phương cũng trong thời gian tới địa phương cũng sẽ cố gắng để phối hợp với các ngành chức năng để có cái nhân rộng, mở rộng được cái diện tích để nhằm đảm bảo cho bà con chúng ta phát triển kinh tế gia đình. Giá bán mỗi trái dừa sáp thường dao động từ 100 đến 120 ngàn đồng một trái. So với các loại dừa thông thường thì trái dừa sáp có giá trị kinh tế cao hơn. Từ sự nghiêm túc trong lao động và bài bản trong khâu chăm sóc, dừa sáp đã cho trái ngọt trên vùng đất Mỹ Tú, mang lại cuộc sống sung túc hơn cho người dân nơi đây. Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ được biết đến là vùng đất nổi tiếng về mảng cầu xiêm ở thành phố Cần Thơ. Nhờ năng suất, giá bán cao và đầu ra ổn định mà diện tích mảng cầu xiêm ngày càng được nhân rộng. Hiện nhiều hộ nông dân ở xã Thới Hưng đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng mảng cầu xiêm nhằm nâng cao lợi nhuận. Gần 10 năm trồng mảng cầu xiêm, đến nay anh Trần Thanh Việt sở hữu khoảng 4,5 hectare trồng 3.000 gốc mảng cầu xiêm từ 2 đến 7 năm tuổi. Bình quân mỗi hectare mảng cầu cho năng suất khoảng 40 đến 50 tấn trái một năm. Sau khi trừ chi phí, mỗi hecta mảng cầu xiêm đem về lợi nhuận 600 triệu đồng mỗi năm. Thu hoạch phải tầm khoảng 40 tấn trên hecta. Hecta hiện nay giá là 18.000. Trước Tết, từ Tết trở lại tháng 3 dương lịch thì giá cả 32.000 ký. Thì đem lại lợi nhuận cho hộ gia đình cũng tương đối ổn định. Mảng cầu xiêm là cây trồng dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất Thới Hưng nên đạt năng suất cao. Năm đầu cho trái, mỗi cây mảng cầu xiêm được khoảng 30 đến 40 kg. Đến năm thứ hai trở đi, năng suất tăng gấp đôi. Chỗ cái vùng đất này thì cây mảng cầu xiêm thấy nó trồng nó có hiệu quả, nó mau cho thu hoạch. Thời gian thu hoạch ấy là chúng ta chỉ trồng khoảng từ 2 năm là có thể là bắt đầu đó cho thu hoạch được rồi. Mùa mảng cầu xiêm bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 5 dương lịch năm sau. Trái mảng cầu xiêm luôn được thương lái săn đón tận vườn. Tùy thời điểm, giá mảng cầu xiêm dao động từ 20.000 đến 70.000 đồng một kg. Nhiều hộ dân vươn lên làm giàu từ cây mảng cầu xiêm. Thương lái thì lúc nào trực tiếp yêu cầu mình có chồng là vô nổi mua cho mình, nên không có lo về phần thương lái. Mảng cầu xiêm thì nó đem lại hiệu quả rất là cao. Có cũng như có nhiều lúc giá mảng cầu nó sẽ đội lên tới 70.000, 90.000, 100.000 một ký thì bà con thu hoạch là rất là phấn khởi. Là mỗi một gốc mảng cầu xiêm ta thu hoạch qua mỗi một vụ khoảng tiền thu hoạch tiền lợi nhuận là khoảng từ 1 triệu tới trên 1 triệu đồng trong một cây. Thì diện tích mảng cầu xiêm thì nó tăng lên là nhờ vào cái kỹ thuật trồng tương đối là dễ và cái
năng suất khá cao. Hiện nay thì cái giá trị kinh tế của trái mãng cầu cũng khá cao, cho nên là người dân trên địa bàn xã mạnh dạn đầu tư và cái diện tích nó ngày càng được nâng lên. Hiện xã Thới Hưng có 772 hecta mãng cầu, trong đó có trên 578 hecta diện tích mãng cầu xiêm. Đây là một trong những cây trồng có diện tích lớn ở địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong phần tiếp theo. Những nguy hại từ thói quen ăn quá nhanh. Bắt hai vợ chồng vận chuyển 30kg ma túy. Chiêm ngưỡng hàng loạt cổ vật quý giá trong bảo tàng mới ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, do tính chất công việc hay thậm chí là do thói quen mà nhiều người ăn với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, hành động tưởng như vô hại này lại mang đến những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Mời quý vị cùng tìm hiểu vấn đề này trong phóng sự sau đây. Vì tiết kiệm thời gian để nghỉ ngơi hay tranh thủ để xử lý những công việc tồn đọng mà thời gian dành cho bữa ăn đối với nhiều người hiện nay thường kết thúc rất nhanh, khoảng 5 đến 10 phút cho một bữa sáng và chỉ tầm 10 đến 15 phút cho một bữa cơm trưa. Việc ăn với tốc độ nhanh giờ đây đã trở thành thói quen với nhiều người. Mình có thói quen ăn khá là nhanh, tại vì mình làm văn phòng á, cho nên là mình cũng tranh thủ ăn để vào tiếp tục làm công việc, hoặc là có thời gian thì mình để nghỉ trưa. Mình cũng có nghe là ăn nhanh thì sẽ dễ bị đau bao tử với lại khó tiêu, nhưng mà đó giờ đó là thói quen của mình rồi, cũng khó bỏ. Mình cũng không biết ăn như thế nào, tốc độ ra sao là nó tốt. Ăn quá nhanh thực sự là một thói quen không tốt đối với sức khỏe. Nếu ăn quá nhanh, nhai không kỹ, các mảnh thức ăn còn quá lớn có thể gây nghẹn và vi khuẩn tự nhiên trong ruột có thể lên men thức ăn không tiêu và sinh sôi, dẫn đến các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu hoặc táo bón. Ngoài ra, theo các bác sĩ, ăn quá nhanh, nhai không kỹ còn có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe về lâu dài. Chúng ta ăn nhanh hoặc là nuốt vội thì nó sẽ gây ra một cái trạng thái rối loạn tiêu hóa và sẽ làm căng thẳng về mặt tinh thần. Nếu ăn nhanh, ăn vội mà thức ăn lại nóng nữa thì khi nuốt vào nó sẽ gây ra cái tổn thương thực quản do nhiệt độ. Mà tổn thương thực quản lâu dài thì sẽ gây ra một cái viêm mãn tính và nguy cơ gây ung thư thực quản. Một cái điều, nếu chúng ta ăn nhanh ăn vội, nhai vội vàng, nuốt xuống dạ dày, nó sẽ làm cho cái quá tải cái hoạt động của dạ dày về mặt vận động cũng như về mặt tiết dịch và làm tiêu hóa dạ dày mất nhiều thời gian hơn. Và có thể lâu dài nó sẽ gây ra một cái viêm dạ dày hoặc là hội chứng trào ngược dạ dày thực quản, có thể gây viêm loét nữa. Nếu ta ăn nhanh ăn vội rất dễ ăn nhiều và rất dễ bị thừa năng lượng dẫn đến cái tăng cân béo phì. Ăn nhanh, nuốt vội không chỉ ảnh hưởng về mặt sức khỏe mà còn phản ánh một thói quen kém lành mạnh trong cuộc sống hiện đại. Đó là thói quen đến từ áp lực công việc, dẫn đến mất dần hứng thú với việc ăn uống, khiến nhiều người chỉ ăn qua loa chứ không thực sự chú trọng vào chất lượng của bữa ăn. Một bữa ăn kém dinh dưỡng cộng với cách ăn thiếu khoa học sẽ khiến sức khỏe ngày càng giảm sút. Vì thế, hãy thực sự để cho cơ thể được nghỉ ngơi, tận hưởng trọn vẹn bữa ăn một cách thông thả. Đây cũng là cách chúng ta chăm sóc cơ thể mình. Chúng ta ăn vào, đừng có để quá đói mới ăn. Quá đói ăn sẽ dẫn đến ăn nhiều và có thể ăn nhanh. Và trong quá trình ăn chúng ta cũng có thể uống xen kẽ một chút thiếu nước, nước canh hay nước thường cũng được để mà tránh cái chuyện ăn nhiều. Một điều nữa, chúng ta tránh hiện tượng vừa ăn vừa xem TV dẫn đến ăn nhanh một cách vô thức. Không dùng điện thoại di động trong lúc ăn. Nên dùng thìa, muỗng, đũa gắp những miếng vừa phải, những miếng nhỏ. Và khi gắp những miếng nhỏ thì chúng ta cũng tập trung nhai kỹ. Và mỗi lần gắp xong chúng ta để thìa, đĩa, đũa xuống thì cũng góp phần làm cho chậm rãi quá trình ăn uống. Và một điều quan trọng nữa là ăn nhiều chất xơ vừa giúp cho quá trình tiêu hóa, chuyển hóa, vừa là làm chúng ta ăn chậm lại. Ví dụ như đó là rau xanh và trái cây tươi. Chúng ta nên ăn chậm, nhai kỹ. Vậy nhai kỹ là bao lâu? Các bác sĩ khuyên mọi người nên nhai thức ăn khoảng 32 lần trước khi nuốt. Tuy nhiên, số lần nhai có thể khác nhau sao cho phù hợp với bản thân mỗi người. Chúng ta có thể giảm số lần nhai xuống còn 10 đến 15 lần
với thức ăn mềm và chứa nhiều nước, hay tăng lên 40 lần đối với các thực phẩm như các loại thịt có độ dai nhất định. Nhà thức ăn được xem như là bước đầu tiên của quá trình tiêu hóa, đơn giản nhưng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thưa quý vị, ý thức bảo tồn, bảo vệ động vật hoang dã của người dân đang ngày càng được nâng cao khi hầu hết các cá thể động vật được thả về giới rừng đều từ tin báo và tự nguyện giao nộp của người dân. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện con kỳ đà hoa đang bơi qua sông, người dân đã tìm cách bắt giữ và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm. Anh Nguyễn Thành Tài, trú xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vài ngày trước, cha của anh ra mé sông gần nhà thì thấy một con vật trông giống như kỳ đà đang bơi qua sông. Phần đầu nhấp nhô trên mặt nước nên hai cha con anh đã tìm cách bắt giữ. Sau khi tìm hiểu, anh Tài biết con vật này là kỳ đà hoa quý hiếm nên đã liên hệ chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh để giao nộp, với mong muốn con vật được chăm sóc cứu hộ và thả về tự nhiên. Sau khi tiếp nhận, kiểm lâm viên xác định đây là cá thể kỳ đà hoa cái nặng 3,2 kg, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Chuyển sang ghi nhận về an ninh trật tự. Đối tượng Sùng A Sến, 26 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, cùng vợ là Phàng Thị Dợ, 25 tuổi, đã vận chuyển 30 kg ma túy từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công 200 triệu đồng. Cặp vợ chồng này vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ. Cụ thể, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan bắt giữ Sùng A Sến và Phàng Thị Dợ khi đang vận chuyển 30 gói hàng ghi chữ nước ngoài qua địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 30 gói hàng chứa 30 kg ma túy đá. Sùng A Sến khai nhận số ma túy nói trên được một người đàn ông ở Lào thuê vận chuyển qua biên giới để giao các tỉnh thành phía Nam với tiền công là 200 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa di lý Nguyễn Thị Hoa, 58 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, là đối tượng bị truy nã từ tỉnh Long An về Thanh Hóa để phục vụ điều tra, xử lý tội phạm. Trước đó, năm 1997, do buôn bán thua lỗ, bà Hoa đã vay gần 200 triệu đồng của nhiều người tại thành phố Thanh Hóa, sau đó bỏ trốn và bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi bỏ trốn, Nguyễn Thị Hoa đã thay tên, đổi họ thành Lê Thị Lan và lẩn trốn ở các tỉnh thành phía Nam. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa nhận được thông tin Nguyễn Thị Hoa đang lẩn trốn tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nên đã cử một tổ công tác vào Long An phối hợp với Công an huyện Cần Giuộc bắt giữ, di lý đối tượng này về Thanh Hóa. Bảo tàng trang sức 54 dân tộc Việt Nam và Bảo tàng Hoàng cung Triều Nguyễn trực thuộc hệ thống Bảo tàng Đỗ Hùng vừa ra mắt tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 30 năm sưu tập và nghiên cứu cổ vật, ông Đỗ Hùng, giám đốc Bảo tàng Đỗ Hùng nhận định mỗi cổ vật đều chứa đựng nhiều yếu tố về nghệ thuật, lịch sử cùng những câu chuyện thú vị gắn liền. Dịp này, bảo tàng giới thiệu đến du khách hàng loạt cổ vật quý giá. Bảo tàng trang sức 54 dân tộc Việt Nam và Bảo tàng Hoàng cung Triều Nguyễn tọa lạc tại số 68 Nguyễn Huệ, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí đầu tư ban đầu hơn 15 tỷ đồng. Trong đó, Bảo tàng trang sức 54 dân tộc Việt Nam trưng bày các bộ trang sức, trang phục thể hiện quan niệm thẩm mỹ, tín ngưỡng, phong tục tập quán của 54 dân tộc anh em. Nơi đây trưng bày nhiều hiện vật gốc và trang sức có niên đại hơn 2.500 năm trước đến thế kỷ 20 của các dân tộc Việt Nam. Mục đích trưng bày là giới thiệu phản ánh 54 sắc thái văn hóa đan xen, sống động, mỹ lệ và đa dạng hội tụ của các dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế. Còn Bảo tàng Hoàng cung Triều Nguyễn trưng bày những hiện vật của hoàng tộc nhà Nguyễn, từ những món đồ trang sức, thu dùi của hoàng tử công chúa thường Nhật cho đến những món đồ giá trị hơn phục vụ cho việc vận hành triều chính. Đặc biệt, trong không gian Bảo tàng Hoàng cung Triều Nguyễn, ban tổ chức bố trí khu vực chụp ảnh check-in miễn phí cùng ngai vàng của vua, kiệu và xe kéo của hoàng hậu. Sở hữu địa hình đa dạng từ đồi núi, hang động đến sông hồ, thung lũng Lân Ti ở tỉnh Lạng Sơn đã trở thành địa điểm hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc tuyệt đẹp và nhiều hoạt động thú vị. Cách thành phố Hà Nội khoảng 120 km, thung lũng Lân Ti mang một vẻ đẹp riêng. Mùa hè, nơi đây ngập tràn nước, trở thành chiếc hồ lớn xanh trong vắt. Mùa đông, nước trong hồ rút dần để lộ ra thung lũng rộng với thảm cỏ xanh mướt trải dài.
Ngoài sở hữu địa hình đa dạng từ núi cao, hang động đến sông hồ, thảo nguyên, nơi đây còn thu hút những người thích trải nghiệm các hoạt động rèn thể lực như leo núi đá, chèo súp, bơi lội. Ngoài ra, du khách còn thám hiểm hang ốc, nơi có những khối thạch nhũ tuyệt đẹp, ngắm nhìn động vật trong hang hay ghé nghĩa địa ốc với các giỏ ốc tự nhiên được sắp xếp vô cùng ấn tượng. Núi Thủng hay còn gọi là núi Mắt Thần là một ngọn núi đặc biệt nằm trong thung lũng Lân Ti, với điểm nhấn là lỗ thủng lớn xuyên qua hai mặt núi tựa như con mắt khổng lồ đang nhìn xuống núi rừng Hữu Lũng. Từ tháng 5 đến tháng 8, tuy là mùa hè nhưng thời tiết ở thung lũng vẫn mát mẻ, thích hợp cho du khách tham gia các hoạt động dưới nước. Đây cũng được đánh giá là thời điểm đẹp nhất trong năm, khi thung lũng tràn ngập biển nước, tạo thành hồ lớn trong xanh ẩn hiện giữa núi rừng. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.